Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 2023 tại nhà riêng số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành xuất thân là cán bộ kế toán, sau đó làm giám đốc công ty xi măng Hải Phòng từ năm 1998 đến năm 2006. Quá trình công tác tại thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Ông Lê Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 12, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 2021 đến nay. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ông cũng phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác phòng chống, lũ lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Hoạt động gần nhất của ông Lê Văn Thành là dự hội nghị Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại trụ sở chính phủ, chiều ngày 16 tháng 12 năm 2022, từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, ông Thành được phân công làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Tháng 1-2023, các lĩnh vực ông Thành phụ trách được Thủ tướng giao cho 3 phó thủ tướng khác đảm nhiệm trong thời gian ông vắng mặt.